Chào mọi người, bây giờ mình đi vô Target để shopping, coi những món đồ nào có đang on sale thì mình mua về để mình bán lên trên Amazon. What are you doing, Natalie? With it, this puppy. You like it? Yeah. Yeah. Mình trả một mớ đồ không xài. Mình thường vô mấy chỗ tay thay gẹp với lại mấy chỗ shopping đồ này nọ, mình sẽ kiếm mấy cái đồ sale như vậy. Thì ở thay gẹp nó đang 85 đồng, sale còn 35 đồng. Thì mình có cái app gọi là Amazon Seller. Thì vô đây coi bán được bao nhiêu ở trên kia. Nó có bán ở đây. Giá ở đây. Đây là bạn bán là được tổng cộng tiền lời là 65 đồng. Bán 76 đồng. Tiền lời được 65 đồng. Xong khi này 35, lời được 30. Mà này mình sẽ mua được 10 cái thì mình lấy được 300. Tương tự vậy mình sẽ làm lại, làm tới làm lui. Lúc nãy mình tính mua 10 cái máy đó, nhưng mà cái chỗ đó nó không cho bán. Nó bắt mình chỉ mua được một cái thôi. Tại vì nó biết là mình mua đi bán lại nên nó không cho. Rồi cãi lộn với nó. Xong rồi nó chỉ bán một cái, tuy nhiên là mình lên mạng, lên online mình order được thêm 5 cái nữa. Nên có cũng được 6 cái. Bây giờ thì đi rước con, sáng chở đi học, chiều đi rước. Rước xong rồi quay lại đó. Đi lấy mấy cái máy đó về. Đưa cho tụi Amazon để nó đi bán cho mình. Vậy là xong. Đang theo hàng rước con. Kìa, ở đây đứng ở đó. Hi. Hi. Good afternoon. Good afternoon. Have a nice evening. Thank you, you too. What you got? What you got? You sit down, Bubby. Did you just wake up or something? Yeah, Mommy. How's your day, Melanie? Yeah. Good. Day. We going home. Huh? No, we were going somewhere. Where were we going, Betty? Copperfield. Copperfield. I need Bubby. I'm gonna go Target one more. Did you sleep at school, Bob? Yeah. Did you cry? No. Did you eat all your lunch? No? Why? You did not eat all the apples? No, none of the apples? Why, baby? That's why you cannot poo-poo. Này tiệm này là tiệm Dollar Tree. Hồi xưa nó chỉ bán 1 đồng thôi, còn bây giờ nó lên tới 1 đồng 25. Này, có nhiều đồ khác nữa. Đó, hai con điên. Bánh trái. I couldn't get the clothes.
nó bán tất cả mọi thứ, bán xà bông giặt đồ, như là đồ ăn đông đá, pizza, thịt. Nhìn cái thằng hô đấy. Bán bao tài dớ. Dầu, dầu gội đầu, thuốc nhộm. Xà bông cục. Melanie, come here. Come here, baby. Nhà bán đồ cho học sinh đi học. Mà bán đồ nghề linh tinh. Let's go this way, baby. No. Nally, put back. That's dangerous. This way. What is in here? Oh. Loa, mấy đồ trưng bày, đồ chơi hết. Hmm? Oh, we have a gun. Trong đây thì mình không có mua gì được để buôn bán. Hey. Bán thiệp, bán bong bóng cho tiệc tùng rồi. Ơi. Okay. À, sau một ngày lông nhông ngoài đường mệt mỏi, bây giờ gia đình đi ăn phở. Đây là phở tàu hũ, giờ mình không ăn được thịt này. Phở cung nít cho em, mình ăn bún bò Huế rất là hấp dẫn. Mời cả nhà cùng ăn nha. Rồi bây giờ là 9:40 tối, giờ ngủ của hai đứa nhỏ. Này là phòng của hai đứa nhỏ, mình cho tụi nó đi ngủ. Say good night. Good night. Mọi người say good night. Good night. Rồi về giường đi. Good night. Em chào mọi người. Em say chào mọi người. Chào mọi người. Chào mọi người. Mọi người say chào mọi người. Rồi, good job. Rồi, nằm xuống đắp mền lại. Nally, can you tắt đèn? Where? Money.